Xin chào tất cả các bạn. Trong video này sẽ hướng dẫn làm assignment thực hiện yêu cầu 2.7 tính vay tiền mua xe. Trong yêu cầu 2.7 sẽ thực hiện nhập vào số phần trăm vay tối đa. Ví dụ 80 là trả trước 20% giá trị và trả góp là 80 giá trị. Xuất tức là hiển thị số tiền phải trả lần đầu và số tiền phải trả hàng tháng cho đến hết kỳ hạn vay. Và biết rằng tiền được vay cố định đó là 500 triệu. Thời hạn vay 24 năm và lãi suất cố định hàng năm là 7.2%. Trong chương trình Video Studio Code và tạo ra hai cái file mới để kết vào chọn require27.c và kết vào new file require27.h kết vào require26 và copy phần khai báo và include thư viện sau đó kết trở lại require27 và dán vào đây là nhập vào 27 nhập và bổ sung cái hàm tính tiền vay trả góp đây là voi tính vay trả góp và đầu vào đó là xác định cái phần trăm vay ở khai báo biến double đây là phần trăm trả trước bằng 1.0 trừ cho cái phần trăm vay. Tiếp theo là sẽ xác định cái số tiền, vì số tiền là theo yêu cầu đó là sẽ vay với khoản tiền là 5 triệu. và double lãi hàng tháng Bằng 0.72% một năm. Tức là 72% một năm. Thì sẽ chia cho 12 tháng. Ở đây là chia cho 12 tháng. Ở đây theo cái yêu cầu của đề thì sẽ là 7.2% một năm. Cho nên nếu chúng ta chia ra tức là 0.72 phần trăm là đây là 0.72 chia cho 12 tháng tiếp theo là sẽ lưu cái thời hạn thời hạn vay là cố định 12 tháng và sẽ thực hiện là tính toán số tiền trả trước là bằng với cái số tiền nhân với phần trăm trả trước thì ra được đó là số tiền trả trước và số tiền vay còn lại là bằng số tiền trừ đi số tiền trả trước và sẽ khai báo là trả hàng tháng trả hàng tháng là bằng cái số tiền còn lại chia cho cái thời hạn là bao nhiêu tháng và sẽ thực hiện in các cái thông tin đây là số tiền trả trước và phần trăm 02 f xịt n đi xuống dòng và sau đó là số tiền trả trước tiếp theo là sẽ in số tiền trả hàng tháng thì số tiền trả hàng tháng thì sẽ in theo dạng bản và ở đây thì sẽ in vào đó là kỳ hạn triệt táp, tức là triệt t lãi phải trả triệt t gốc phải trả triệt t số tiền phải trả xịt t tức là táp và số tiền còn lại xịt n tức là xuống dòng tiếp theo là sẽ sử dụng vòng lập for và vòng lập for mục đích là hiển thị chi tiết cái thông tin số tiền hàng tháng cần phải trả như thế nào. Ở đây là sẽ, sẽ xác định là cái thời hạn và chạy từ 1 cho tới nhỏ hơn hoặc bằng thời hạn và trong này sẽ tính ra đó là trả lãi là bằng số tiền nhân với lãi hàng tháng. Và tiếp tục là tổng phải trả là bằng trả lãi cộng với trả hàng tháng và số tiền bằng số tiền trừ đi trả hàng tháng và sau khi tính toán được các cái giá trị thì sẽ thực hiện in ra phần trăm d xịt t phần trăm 2F Xịt T phần trăm 2F Xịt T phần trăm 2F và xuyệt T xuyệt T phần trăm 2F và xuyệt N trong này in ra Y trả lại trả hàng tháng. Tổng phải trả và số tiền. Đây là chấm phẩy. Và đây là nội dung của hàm tính vay trả góp và dựa vào cái phần trăm vay thì phần trăm vay tính theo dạng đó là Ví dụ là nhập vào 50% thì sẽ được quy đổi ra ở dạng đó là 0.5 thì 0.5 thì có nghĩa là sẽ tính ra được uh, cái số phần trăm về vay và số phần trăm cần phải trả trước cho cái khoản vay trả góp. Và vào đầu thì sẽ thực hiện tính cái phần trăm trả góp đó là một trừ cho phần trăm vay và số tiền cố định theo cái yêu cầu đó là 5 triệu và theo yêu cầu thì lãi cố định hàng năm là 7.2% và để tính ra lãi tháng thì sẽ chia ra cho 12 tháng và thời hạn đó là chúng ta có thể tính toán đó là 12 tháng. Tiếp theo là tính số tiền cần phải trả trước là số tiền nhân với phần trăm trả trước thì ra được là số tiền trả trước và số tiền còn lại để thực hiện là tính toán trả hàng tháng là bằng số tiền trừ cho số tiền trả trước trả hàng tháng thì lấy cái số tiền còn lại chia cho cái thời hạn thì ở đây thì thời hạn 12 thì chúng ta sẽ chia cho 12 tháng và hàng tháng phải trả với cái số tiền đều đặn như thế này sau đó sẽ in ra là, là số tiền trả trước và đã các cái thông tin về tiêu đề và trong cái vòng lập pho thì sẽ duyệt từ tháng thứ nhất cho tới tháng thứ 12 theo cái thời hạn ở trên và sẽ tính ra được là số tiền lãi hàng tháng tức là nhân cái số tiền nhân với lãi hàng tháng thì ở đây lãi hàng tháng thì cái này là tính ra được cái phần trăm lãi và thứ hai đó là tổng phải trả thì bằng là trả hàng tháng trả lãi cộng với là trả hàng tháng và số tiền còn lại cho tháng sau đó là số tiền trừ cho trả hàng tháng và sẽ hiển thị chi tiết các cái thông tin ở trong cái lệnh bring app bổ sung hàm phân ten để thực hiện xử lý các tính năng của yêu cầu đây là void phần 27 và khai báo đó là double phần trăm vay và hiển thị cho người dùng biết đó là nhập phần trăm vay là từ trong khoảng từ 0 cho tới là một và gọi hàm scanf phần trăm lf và dấu và phần trăm vay gọi thực hiện là tính vay trả góp là dựa vào cái số phần trăm được truyền vào đó là phần trăm vay và sẽ hiển thị ra cái chi tiết cái thông tin về các khoản vay hàng tháng Sau khi nhập vào cái thông tin của hàm phân 27 thì cần phải định nghĩa cái prototype ở trong require 27.h. Chúng ta bổ sung vào như thế này. Và kích vào cái menu.c thì trong menu.c sẽ nhập cái nội dung đây là include require 27 và tiếp tục là chuyển xuống cái vị trí bên dưới và trong này thì sẽ copy và dán vào đây là sẽ cho 7 và tính ra số tiền vay trả gốc 27 và copy phần hiển thị cái thông tin cho người dùng lựa chọn thì tính tiền vay trả gốc và ở đây đó là 7. Kích phải chọn Run câu để chạy chương trình. Ở đây thì chúng ta thoát cái thể hiện của chương trình chạy trước đó và chạy lại chương trình. Kích phải chọn Run khâu Và lựa chọn 7. Nhấn vào cái số phần trăm vay đó là 0.8 đây thì nhập vào 0.8 nhấn enter thì sẽ ra được các cái thông tin chi tiết về các cái khoản vay và vay trong vòng 12 tháng thì số tiền cần phải trả đó là không tới tháng 12 tức là hết cái số tiền còn lại và cái cái nội dung chi tiết nó như thế này Đây là toàn bộ nội dung của yêu cầu 2.7 thì theo yêu cầu đó là sẽ nhập vào số phần trăm vay tối đa thì trong này chúng ta sẽ nhập vào đó là số cái phần trăm vay tối đa như thế này và gọi thực hiện cái hàm là tính vay trả góp và truyền vào số phần trăm thì số phần trăm sẽ được quy đổi từ cái dạng phần trăm ví dụ như là 80% thì đổi thành là 0.8 và 20 thì đổi thành là 0.2. Và hiển thị số tiền phải trả lần đầu cũng như là số tiền phải trả hàng tháng cho đến hết kỳ hạn. Và số tiền vay thì cố định đó là 500 triệu. Thì ở đây chúng ta có thể là đổi cái con số là 500 triệu tương ứng và thời hạn vay đó là 24 năm. Ở đây thì 24 năm thì chúng ta tính ra cái thời hạn ở đây. Thời hạn ở đây là tính theo tháng và chúng ta có thể là chỉnh sửa để có thể thực hiện tính theo uh, năm. Và nếu mà tính theo năm thì chúng ta sẽ không cần chia cho 12 và để nguyên cái lãi suất uh, cố định đó là 0 uh, 7.2% một năm thì nếu mà tính ra thì chúng ta có thể là giữ nguyên như thế này. Và trong cái hướng dẫn đã thực hiện làm theo tháng và các bạn có thể hiệu chỉnh lại để có thể tính theo từng năm và mỗi năm như vậy là trả bao nhiêu tiền thì sẽ dựa vào cái lãi suất và dựa vào cái thời hạn đó là 24 năm. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.